Vâng, xin chào bác nhé. Thì hôm nay tiếp tục vẫn là cái khung giờ 11 giờ. Thì em sẽ tiếp tục rồi làm cái bộ các bác săn được những chiếc mồi ưng ý. Nay hàng hóa thì bên em cũng đã đóng hết từ chiều hôm qua rồi. Thì bây giờ tiếp tục em khui tiếp nồi ra để em lên để phục vụ live stream trong cái buổi trưa ngày hôm nay nhé. Đấy. Hàng bên em còn rất là nhiều nhé. Đấy. Các cứ yên tâm, vừa khui vừa bán trên live cho bác. À, đúng khung giờ trưa ngày hôm nay 11:30 nhá, các bác cùng đón xem và chọn được những cái sản phẩm ưng ý nhất. Đây, nồi rất là đẹp này, đấy, các bác nhìn chưa, nồi rất là đẹp nhá. Hàng Tiger đây, con này đời năm 2018 này, rất khá là cao đấy. Hitachi này, con này đời năm bao nhiêu đây? Năm 2019 này. Khá là đẹp đấy các bạn. À, đây cũng con Pana này, Pana màu bạc. Ngoại hình cũng khá là đẹp đấy. Anh em khui nồi thế nào hơi lâu, thế này em sẽ khui trước một hai thùng lúc đó vừa lên ra vừa bán cho bác mình, nói chung là bán vừa bán vừa bóc. Đấy. Hàng bên em rất là nhiều nha các bác nhé. Đấy. Bát ngát bao la còn rất là nhiều nhá, lọc khí quạt đây. Đấy. Đây là trong này này. Đấy, quạt chất rất là cao nhá các bác nhá. Địa chỉ xem hàng thì shop em nằm ở đường Liên Ấp 56 gần chùa Từ Hiếu nhá, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi hết cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn các bác.